ngày hội hiến máu tình nguyện của lực lượng quản lý thị trường hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sáng ngày 4 tháng 5, tổng cục quản lý thị trường của LTT phối hợp với đoàn thanh niên bộ công thương viện huyết học và truyền máu trung ương chính thức khai mạc ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham dự của hơn 200 cán bộ công nhân viên chức cbcnvc tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường hà nội và lạng sơn Đờ tên Bộ Công Thương phối hợp Tổng cục Quản lý Thị trường phát động phong trào hiến máu tình nguyện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình nguyện tham gia hiến máu càng trở nên cấp thiết hơn trong giai đoạn đặc biệt này khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội trong đó công tác vận động và tiếp nhận máu phục vụ cấp cứu điều trị người bệnh gặp nhiều khó khăn hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lực lượng quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch phát động hiến máu tình nguyện trên toàn lực lượng quản lý thị trường. Ít nhất trong tháng 5 tháng hiến máu tình nguyện quản lý thị trường. Tối thiểu 30% cán bộ công nhân viên chức trên toàn hệ thống quản lý thị trường cả nước tham gia hiến máu. Với con số kỳ vọng thu được hơn 3.000 đơn vị máu, một đơn vị máu bằng 250ml. Phát biểu khai mạc ngày hội hiến máu của lực lượng quản lý thị trường. Ông Trần Hữu Linh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết. Phong trào hiến máu không chỉ dừng ở lòng tương thân, tương ái mà hiến máu trở thành phong trào, trách nhiệm của từng cá nhân đối với xã hội. Mỗi người hiến máu có thể cứu được 3 người. Số lượng máu được kỳ vọng trong ngày hội lần này sẽ thu về hơn 3.000 đơn vị máu. Điều này thể hiện trách nhiệm của quản lý thị trường đối với xã hội, cộng đồng. Trong thời gian vừa qua, quản lý thị trường đã đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong dịch COVID-19. Đối với chương trình hiến máu, Toàn thể cán bộ công nhân viên trên toàn bộ quản lý thị trường đã quán triệt chủ trương ý nghĩa của hiến máu. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi giọt máu của mình cứu sống được người khác. Qua đó, toàn thể lực lượng quyết tâm đạt được lượng máu cam kết từ ban đầu ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương 2020 đã nhận được sự tham gia của đông đảo các cán bộ công nhân viên và đoàn viên. Thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường Ông Hoàng Minh Chiến, bí thư đoàn thanh niên Bộ Công Thương cho rằng, sự nhiệt huyết, nhiệt tình tham gia không chỉ có các đoàn thanh niên lực lượng quản lý thị trường, mà còn có cả công chức. Các lãnh đạo cao nhất cũng như sự hưởng ứng của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn. Với ý nghĩa một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tôi cho rằng, việc tiên phong hiến máu của đoàn thanh niên quản lý thị trường đã thể hiện sự gắn bó của lực lượng quản lý thị trường đối với các chương trình xã hội, cũng như gắn kết với người dân, doanh nghiệp ông Hoàng Minh Chiến cho hay. Chị Nguyễn Ngọc Tâm, bí thư đoàn thanh niên cơ quan tổng cục quản lý thị trường nhấn mạnh, hiện đoàn thanh niên cơ quan tổng cục đã gửi văn bản triển khai tới 63 cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức lực lượng quản lý thị trường, ngày hội hiến máu, tình nguyện tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương năm 2020 là chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao, cả thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm, nhất trí của tập thể đảng ủy, lãnh đạo, công chức, người lao động, đoàn thanh niên cơ quan tổng cục quản lý thị trường, mong muốn góp phần sẽ chia với cộng đồng và xã hội. Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến 15 tháng 5 năm 2020, sẽ tổ chức cho công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu tại cơ sở y tế địa phương đảm bảo. Số lượng người tham gia hiến máu đạt tối thiểu 30% trên tổng số công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên của đơn vị. Dự kiến, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thường niên, kết hợp với Viện huyết học và truyền máu trung ương tiến tới xây dựng ngân hàng máu của riêng của lực lượng quản lý thị trường.